À, chụp ảnh ảnh của cái viêm phổi thì người ta sử dụng X quang, các lớp vi tính là chính, nhưng mà trong đấy người ta có nhắc đến siêu âm. Mấy anh chị không đọc bài về siêu âm đâu, thực ra siêu âm phổi là cũng có ý nghĩa nhất định, đặc biệt là trong những hướng dẫn về chẩn đoán tổn thương phổi do COVID-19 thì, Tổ chức Y tế Thế giới người ta cũng đưa ra cái guideline là siêu phổi đối với cái cơ sở thiếu máy quang di động. Đấy. Người ta có thể áp dụng. Ngoài ra thì cái siêu phổi được đánh giá trong cái viêm phổi lan tỏa khá nhiều ở trong khoa cấp cứu hồi sức trong khu điều trị tích cực. Đấy. Và nó sẽ đánh giá cái tổn thương phổi và cái ta so sánh hàng ngày, đặt đầu dò xem cái tình hình hàng ngày. Tuy nhiên cái ứng nghiệm thì không phổ biến. Sau này cái chọc chuyên khoa một có thể tôi sẽ giảng cái bài này cho anh chị. Còn nói chung chúng ta học nên là ít quan, nó có thể điểm danh một số các lớp vi tính. Các bạn đợi một lát tôi tìm lại bài, tôi không nhớ nhầm thì tôi thì nó có nhiều bài tôi sợ nhầm vào với lại bài cho sinh viên. À rồi. Điểm danh lại cũng sợ nhầm bài cho sinh viên đi. Cái vai trò của thuốc cho đến ngành là thứ nhất là phải chẩn đoán xác định có tổn thương đông đặc ở phổi. Đấy. Và từ cái đông đặc đấy phối hợp cái xét nghiệm khác thì chúng ta chẩn đoán được viêm phổi. Thấy sốt cao bạch cầu có vùng đông đặc, bạch cầu cao thì thấy vùng đông đặc thì nó chẩn đoán viêm phổi, là nó phối hợp với biểu lâm sàng và xét nghiệm để cho chẩn đoán xác định bệnh viêm phổi. Và cái nữa là gì, chúng ta đánh giá cái mức độ tổn thương viêm phổi, chụp bên viêm phổi một vài vùng, có một thùy phổi, viêm toàn bộ thùy phổi hoặc là gì viêm phổi cả hai bên trường phổi. Và cái nguyên nhân thì chẩn đoán ngành không có vai trò chẩn đoán nguyên nhân, tuy nhiên có thể định hướng nguyên nhân đối một số trường hợp. Đấy. Nhiều rất nhiều trường hợp nó không rõ nguyên nhân, bệnh nhân người ta đã sốt rồi dùng kháng sinh rồi xét nghiệm máu, xét nghiệm vi khuẩn nó cứ âm tính, thì đặc điểm hình ảnh đôi khi nó gợi ý đến một số nhóm nguyên nhân và từ đó chúng ta lựa chọn theo cái gợi ý hình ảnh đó, rất quan trọng đúng không các anh chị, rất quan trọng. Không phải trường hợp là chúng ta tìm kháng sinh là tìm ra vi khuẩn ngay đâu, và thậm chí tìm ra vi khuẩn nhưng mà chúng ta cũng phải đợi 3 ngày 4 ngày sau mới tấy phòng nạp kháng sinh đồ. Mà các viêm phổi mà đợi diễn biến thì 3 ngày hay 4 ngày thì sao, rất nặng rồi, thậm chí dễ chảy áp xe. Chính vậy ngay cả trước khi có kháng sinh đồ mà trên hình ảnh có dấu hiệu gợi ý nguyên nhân thì chúng ta sẽ dùng kháng sinh ngay từ lúc đấy rồi, chứ không đợi thêm mấy ngày nữa. Tôi nói ví dụ trên hình ảnh viêm phổi chúng ta thấy đầy những cái khối tròn xoe hai bên trường phổi, tôi phải nghĩ ngay đây là viêm phổi do tụ cầu vàng và nhiễm khuẩn huyết đi theo đường máu. Nếu chúng ta không điều trị, kháng sinh có tác dụng mạnh với tụ cầu vàng thì rất là nguy hiểm. Đợi thêm 3 4 ngày xét nghiệm mà làm kháng sinh đồ thấy vi khuẩn quay lại thì chúng ta khi đầy những ổ xe như một phổi hai bên rồi. Đấy. Và một số trường hợp điều trị kháng sinh mãi mà nó không thay đổi và tổn thương như nhu mô phổi, nó xuất hiện những cái vùng, những nốt có dấu hiệu hình halo, ta phải nghĩ ngay xem bệnh nhân có bị nấm phổi hay không, có định hướng một số nguyên nhân. Có cái tổn thương dày tổ chức kẽ trên những người mà già yếu, cái TCD 4,5 200 chẳng hạn, làm kính mời khảm thì chúng ta có khi chúng ta phải nghĩ ngay đến xem có phải viêm phổi do nguyên nhân là PCP không, thrombocytopenia Carinii. Tức là chúng ta có thể định hướng một số nguyên nhân ở trong một số trường đặc biệt. Cũng thể đánh giá được cái sự tiến triển của bệnh. Chúng ta sẽ chụp ngày hôm trước nó đông đặc như thế này, ngày hôm sau chụp lại nó đông đặc tăng lên như vậy thì
bệnh vẫn đang tiến triển, cái kháng sinh thì phải, có lẽ phải cân nhắc thay đổi. Vì vậy những tật, những viêm phổi nặng, người ta hầu hết là theo dõi 48 giờ ra chụp X quang kiểm tra lại một lần để xem cái tiến triển, phối hợp với tiến triển. Còn nếu chúng ta chụp thấy thì cái tổn thương đông đặc nó không tăng lên mà cái lâm sàng nó lại cải thiện thì có nghĩa là gì? Bệnh càng tốt ấy, thì diễn biến của phim X quang nó sẽ chậm hơn lâm sàng. Đấy. Và cho đến ngày còn làm gì nữa, còn phát hiện ra cái biến chứng di chứng thì áp xe hóa tràn mũ màng phổi như thế này, đấy là chúng ta sẽ chẩn đoán. Hình ảnh thì đơn giản rồi, chúng ta biết viêm phổi là đông đặc, kính mờ dày tổ chức kẽ và nốt mờ, nó tùy từ nguyên nhân khác nhau mà cái nào là ưu thế. Ví dụ viêm phổi do phế cầu thì cái tổn thương đông đặc là chủ đạo. Đấy. Tổn thương kính mờ thì viêm phổi do một số nguyên nhân như là PCP chẳng hạn thì nó lại là đóng vai trò chủ đạo. Dày tổ chức kẽ và nốt mờ thì tổn thương viêm phổi do virus đóng vai trò chủ đạo. Vì từ nguyên nhân, nguyên nhân do vi khuẩn, do nấm và virus. Đấy. Cái này thì anh chỉ nắm được hết rồi, đến ung viêm phổi thủy thì nó đông đặc rất rõ của thủy giữa phổi phải. Vùng đông đặc là vì mờ không đồng nhất, ranh giới không rõ, có các cái hình ảnh phế quản chứa khí bên trong. Đây là viêm thủy giữa phổi phải. Đây là cái hình ảnh của viêm thủy dưới phổi phải. Vùng đông đặc có phế quản chứa khí, ranh giới không rõ, chụp nghiêm này, đông đặc ở phía dưới. Trên chụp căn lớp thì quá dễ. Chụp các lớp vi tính để đánh giá cái này ít được xịn chụp lắm. Thì khi mà hình ảnh lâm sàng nó không điển hình hoặc là gì, chúng ta chụp một lần nào đó để xem nó có biết chứng áp xe hay gì không. Hình ảnh các lớp rất là đẹp, rất là rõ. Đây cái đông đặc của thủy trên. Đông đặc của thủy trên vừa phải. Đây là cái đông đặc của cả thủy trên và thủy dưới phổi phải, thủy giữa phổi phải, hai thủy. Đấy, hai thủy không đặc, thủy giữa phổi phải. Đây là cái hình như phổi thủy, đây không đặc thủy dưới phổi trái, viêm thủy dưới phổi trái. Đây cái đông đặc trên phim thẳng nó mờ, nó xóa mờ tim đi thì nó như ban thủy trên, và chụp nghiêng thì đúng là thuộc thủy trên, thuộc thủy lưỡi. Một cái viêm phổi, tôi gọi là viêm phổi tròn. Cái này hay gặp trong cái viêm phổi do tụ cầu hơn, có nhiều tròn tròn. Đây, viêm phổi tròn. Có thể là vùng đông đặc, tròn. Và nhìn nó rất giống cái khối. Tuy nhiên những trường hợp này chúng ta bao giờ phải khai thác lâm sàng thế. Có sốt. Có bạch cầu không? Nhiều trường hợp sốt kín đáo, để xét nghiệm bạch cầu. Máu lắng, như vậy khi chúng ta chẩn đoán một u phổi bao giờ chúng ta cũng làm cái bi lăng viêm chứ không đơn thuần là một cái làm bi lăng u không. À, một số cái bệnh nhân chúng ta đọc cái khối giống như này, đọc một cái u phổi và sau đấy thì giải thích cái bệnh nhân u rất là to, chả làm gì cả. Đến bây giờ tôi thấy nhiều nơi vẫn đang giới thư giải thích như vậy. Nhưng các bạn phải cảnh giác cái câu chuyện này vì kiến thức chúng ta không đủ rộng với tất cả các chuyên ngành. Nên chúng ta giải thích là điều rất sai lầm. Chúng ta nên giới thiệu họ đến chuyên ngành ung thư để khám tiếp. Bởi vì có rất nhiều cái chúng ta chưa biết. Tôi nói ví dụ một u rất to, thậm chí gì cắt hết rồi, u phổi tiên lượng rất xấu. Nhưng khi gửi lên chúng tôi sinh thiết thì nó có đột biến gen rất rõ. Và sau đấy thì dựa trên đột biến gen là điều trị đích. Và bệnh nhân thậm chí sống 5 năm khỏe mạnh. Rất nhiều bệnh nhân điều trị đích 5 năm rồi vẫn đến đây vẫn vui vẻ lắm. Nó đắt tiền mình chút nhưng mà chả rồi. Như vậy là chúng ta kể cả to như này chúng ta phải làm bi lăng có viêm hay không, và thậm chí chẩn đoán bệnh sâu hơn nữa, đừng dừng lại u phổi đấy, không làm gì đâu, không phải vì nghèo mà không ấy, vì bảo hiểm không được chi trả nữa cơ mà nha. Tránh cái chuyện có những nhầm lẫn đáng tiếc. Tôi gặp mấy người nhà thậm chí là phát hiện là cái khối ở phổi và giải thích sinh thiết, gia đình không đồng ý sinh thiết.
Nhưng mà vì cũng là người nhà nên quyết định làm gì? Cho dùng kháng sinh theo dõi thêm một tháng nên bay sạch. Thế là Tết tôi được nhận mấy con gà, cảm ơn. Nên là cái hết sức thực tế, em được gặp rất nhiều, nhưng anh chị nhìn có thể có những trường hợp viêm phổi, có khối, hình khối. Tôi cách đây 3 hôm tôi hội chẩn một ca ngay trong bệnh viện tôi. Tôi đã chẩn đoán một u phổi từ trước đó, hạch nhỏ rốn phổi và đề nghị sinh thiết. Nhưng cái sinh thiết là khá khó vì sao? Nó có mấy động mạch phổi nó bao quanh cái khối. Mọi người giải thích nội soi sinh thiết, bệnh nhân không đồng ý về nhà. Cái bệnh nhân được 1 năm rồi, rất khỏe mạnh. Cuối cùng bệnh nhân lại xuất hiện một cái đau đầu và chúng tôi chụp, có một suất não. Và khi đó chụp cái phổi lên thật kỳ lạ, cả cái khối nó bay sạch, chẳng có gì cả. Thế như vậy là có những cái viêm phổi tròn, ngay cả bản thân chúng tôi đọc có thể nhầm, hết sức cẩn trọng. Chúng ta phải làm bi lăng viêm rất rõ, rất cẩn thận. Những tổn thương viêm phổi mà có thể tạo thành khối khá tròn, viêm phổi tròn. Nhưng viêm phổi có thể xuất hiện thành nhiều ổ rải rác hai bên tường phổi, rất là nặng, hay gặp trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch, đặc biệt là những bệnh nhân nằm ở trong khu điều trị tích cực, người già yếu và tiên lượng thì rất là nặng, đầy những ổ đông đặc, vùng đông đặc an toàn hai phổi. Và gần đây thì các bạn nghe rất nhiều về cái bệnh viêm phổi do SARS-CoV-2. Nó là một loại viêm phổi lan tỏa. Đấy, lan tỏa. Và thậm chí có dày tổ chức kẽ đi kèm. Đông đặc lan tỏa kèm dày tổ chức kẽ. Viêm phế quản phổi, tiểu viêm phế quản phế viêm thì thường xuất hiện nhiều ổ đông đặc ở hai bên phổi, nhưng mà có xu hướng nửa dưới trường phổi nhiều hơn và gần rốn phổi nhiều hơn. Và bệnh cảnh này cũng thường xuất hiện ở trẻ em, ở những người trưởng thành mà cái sức đề kháng yếu. Viện lâm sàng này thì rất dễ chẩn đoán, nó rầm rộ, sốt, nhiễm trùng, ho, khó thở, nghe phổi đầy ra nấm. Cái này thì chụp X quang để đánh giá, thì đánh giá mức độ tổn thương, tiến triển tổn thương nhiều hơn để chẩn đoán về mặt chẩn đoán bệnh. Cái lâm sàng họ hoàn toàn chẩn đoán được rất dễ, diễn biến rất rầm rộ. Áp xe phổi toàn những cái bệnh lý kinh điển rồi, tôi không muốn đi sâu, không chỉ là nhắc đi chắc lại rồi. Nguyên nhân do tụ cầu vàng, trực khuẩn Klebsiella, khuẩn mú xanh, số các vi khuẩn khác, thậm chí một số trường hợp do vi khuẩn cơ hội như bào tử nấm trên bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Ngã áp xe thì hầu hết cái gì thành nó đều, và trong nó có mức dịch. Nhu mô phổi xung quanh thì có thể bình thường hoặc xuất hiện trên một cái vùng đông đặc, nhưng mà không có sơ, không có giãn, cái quản cũng không có vùi hóa được, phân biệt cái lao. Thành thì thường đều mỏng và danh dưới rõ cả trong cả ngoài nhé. Đấy, áp xe phổi. Đây, đây là cái vùng viêm phổi đông đặc phổi xuất hiện, áp xe đây. Đây. Đây là cái trường hợp mà rất nhiều áp xe, thành đều bằng rất điển hình của áp xe. Đây là cái viêm phổi do tụ cầu vàng đi theo đường máu đấy, tạo thành rất nhiều ổ tròn. Thậm chí bệnh có thể tạo thành nhiều kén khí như mô phổi sau khi được điều trị. Viêm phổi do virus, đây là một cái bệnh lý nó có tính chất là toàn thân, vì phổi nó cũng viêm, nó cũng xu hướng lan rộng toàn hai bên phổi. Vì virus nó đi theo đường máu vào hô hấp, xong sau đấy nó đi theo đường máu lan tỏa khắp nơi. Và triệu chứng của nó thì tùy từng mức độ, tùy theo mức độ tổn thương ở phổi. Nhưng khi mà tổn thương nặng thì có thể rất rầm rộ, rất nặng. Đấy. Và bên cạnh trên phim chụp X quang ấy thì thường ấy, trong vòng 4-5 ngày đầu của cái tổn thương phổi, tức là sau khi nhiễm virus khoảng 1 tuần ấy, thì hầu hết là tổn thương kính mờ và dày tổ chức kẽ. Anh chị nhìn thấy kính mờ lan tỏa hai bên. Sau khi biểu hiện của phổi, tức là sau khi tổn thương phổi được 1 tuần nữa ra, thì có thể xuất hiện các vùng đông đặc. Đấy, trường hợp đấy tổn thương
kính mờ, vì là đồng đặc và kính mờ. Và cái viêm phổi do virus có đặc điểm như này, viêm phổi thông thường các cái thường nó hay tràn dịch màng phổi nhiều hoặc có thậm chí tràn màng phổi, còn viêm phổi do virus thường rất ít dịch màng phổi, thậm chí không có dịch màng phổi. Và chúng ta thấy là cái tổn thương do vi khuẩn thì thường là đông đặc, nhưng mà tổn thương do virus thì đó là kính mờ. Đông đặc chúng ta không nhìn thấy mạch máu, đây là kính mờ nhìn thấy mạch máu. Và cái đây là hình phế quản chứa khí, đây là hình phế quản xám, tức là phế quản gì, nó nằm trong vùng mờ gọi là phế quản xám. Và chúng ta nhìn thấy nó có những cái cấu trúc hình lưới là dày tổ chức kẽ. Và tất nhiên để chẩn đoán ấy, chúng ta vẫn phải dựa vào lâm sàng nữa, là bệnh nhân diễn biến của bệnh cảnh cấp tính, sốt cao đúng không, sốt cao, xét nghiệm bạch cầu máu không tăng, thậm chí bạch cầu còn gì còn thấp. Tuy nhiên cái đó là chỉ thực đúng trong vòng 4-5 ngày đầu thôi, còn sau đấy thì hàng tuần nhớ ra ấy, thì nó có thể thay đổi đấy, nó sẽ bội nhiễm vi khuẩn và bạch cầu lại tăng lên. Mình nhớ là tuần đầu thì nó đúng, mà sau một tuần thì nó có thể bội nhiễm bạch cầu nó lại thay đổi. Khi có những dấu hiệu rồi cộng với tổn thương kính mờ dày chữ kẽ này thì chúng ta chẩn đoán đúng viêm phổi do virus. Tổn thương kính mờ và đông đặc hai bên phổi kính mờ. Đôi khi những cái tổn thương viêm phổi do virus ở trẻ em có thể gây ra xẹp phổi. Vì sao? Nó có thể gây ra những cái hẹp, viêm hẹp của số nhánh phế quản, thì gây ra xẹp phổi. Để tổn thương này em bé có những cái vùng kính mờ rất rõ như xẹp phổi. Hoặc khí phế thủng khu trú rất hẹp của số nhánh phế quản, đông đặc, kính mờ dày tổ chức kẽ, đây là dày tổ chức kẽ, đây là dày tổ chức kẽ, đông đặc, dày tổ chức kẽ, sự phối hợp của các cái vùng khác nhau, nhưng trong đấy, nhưng mà viêm phổi do virus, cái kính mờ và dày tổ chức kẽ đóng vai trò chủ đạo, trừ trường hợp bệnh nhân rất nặng, những trường hợp mà bệnh nhân có bội nhiễm, mà bệnh covid cũng tương tự, đây đây là hình ảnh viêm phổi kẽ rất là đẹp, cấp tính, lại do viêm phổi virus dày tổ chức kẽ cộng kính mờ trên đèn kính mờ, thì đây là hình dày tổ chức kẽ hình lưới cộng kính mờ, đây cũng vậy, chủ chốt là dày tổ chức kẽ. Và chụp lên chúng ta thấy dày tổ chức kẽ và một số nốt mờ. Covid-19 là một loại địa hình của cái viêm phổi do virus, nó kính mờ và dày tổ chức kẽ, phân bố ở ngoại vi và đáy phổi nhiều hơn. Chị nhìn này, ngoại vi phổi nhiều hơn, đáy phổi nhiều hơn, hình dày tổ chức lưới này, để kính mờ này, đấy, kính mờ. Đấy. Chị nhìn đây, đây là các cái vùng kính mờ, phân bố ngoại vi phổi nhiều hơn. Nên một bệnh nhân đang tiến triển này, ban đầu là ít sau tăng lên này. Tôi xin lỗi, tôi chưa xóa cái tên của bệnh nhân này. Kính mờ dày tổ chức kẽ và đông đặc ngoại vi phổi gọi là kính mờ. Đấy, đây là dày tổ chức kẽ, những hình ảnh mà viêm phổi do virus COVID SARS-CoV-2 đấy. Cũng vậy, kính mờ và dày tổ chức kẽ. Đây là cái trường hợp bệnh nhân bệnh nặng có những vùng đông đặc dày tổ chức kẽ, có cái vùng đông đặc xen kẽ với dày tổ chức kẽ và kính mờ. Đây là trường hợp khá nặng, bệnh nhân xuất hiện đông đặc nhiều rồi, đông đặc nhiều cộng kính mờ. Tôi cho anh chị xem một số hình ảnh thôi. Bệnh nhân này rất nặng, đông đặc lan tỏa. Khi mà bệnh nhiễm viêm phổi do virus ấy, nó bội nhiễm nặng lên thì nó sẽ đông đặc, thậm chí đông đặc là lan tỏa. Nên trường hợp bệnh vẫn kính mờ cái khu vực này, cái khu vực này đông đặc ở cái vùng đông đặc, và đông đặc mà càng nhiều tỷ lệ tử vong càng cao nha. Những trường hợp như thế này là nguy cơ tử vong rất cao, đông đặc chiếm rất nhiều, nhưng mô phổi còn lại kính mờ hết rồi, cái tim suy tim to đùng.
Đấy, tôi cho các anh chị xem một số hình ảnh bệnh nhân COVID. Đấy, kính vờ và ngoại vi. Đấy, kính mờ ngoại vi phổi trên tim, trên căn lớp vi tính đấy. Đây, kính mờ và dày tổ chức kẽ, nhìn thấy rõ dày tổ chức kẽ đấy. Đấy, chúng ta thấy cái vùng kính mờ xen kẽ cái vùng nhu mô phổi nó sáng. Cái này là cái giai đoạn trong vòng một tuần, còn cái này giai đoạn bắt đầu được một tuần, hơn một tuần xuất hiện những vùng đông đặc. Đấy, và những cái vùng người ta gọi là hình lát đá đấy, tây vinh đấy, tây vinh. Và cái giai đoạn mà thường được sau 2 tuần nó xuất hiện cái sơ ở dưới màng phổi, sơ ở dưới màng phổi. Nhưng mà khi diễn đến sơ này, các bạn đừng chủ quan nghĩ là bệnh nhân nhẹ thôi nhé. Sơ này có khi bệnh nhân rất nặng, bởi vì nó còn bôi nhiễm vi khuẩn và thậm chí khi tử vong. Tổn thương nấm phổi tôi nhắc qua, nó có hai cái loại nấm. Nấm thứ nhất là u nấm, là cái nấm nó xâm là đi theo đường khí vào, nó không phải đường máu. Đấy. Và thường nó xuất hiện trong cái hang như này hoặc trong cái phế quản giãn, phế quản. Hình nhạc ngựa, hình niềm khí, hình monad đấy. Rồi monad. Đấy. Thì đây là gọi là u nấm chứ không phải là nấm xâm nhập. Còn loại nấm xâm nhập thì gì, là cái nấm đi vào trong đường máu, xuất hiện trên nền nhân suy giảm miễn dịch, như HIV/AIDS, bệnh nhân bị bệnh ung thư máu leukemia, hoặc bệnh nhân bị một số bệnh ung thư và suy kiệt, thì cái tổn thương nó viêm phổi như là một cái viêm phổi do vi khuẩn đấy, nhưng diễn biến thì nó không rầm rộ bằng, nhưng mà diễn biến rất nặng và có nguy cơ tử vong rất là cao, và cũng có thể hoại tử thành áp xe. Điều hình ảnh gì rất khó phân biệt với các cái viêm phổi do vi khuẩn khác. Ở phần lớn các trường hợp cũng xuất hiện những vùng đông đặc như thế này, rất khó phân biệt. Ta phải dựa vào các dấu hiệu lâm sàng gợi ý để xét nghiệm tìm nấm. Nên vùng đông đặc thậm chí lưỡi chả khác do vi khuẩn. Tuy nhiên khi điều trị bằng kháng sinh nó không thay đổi, và người ta thấy những dấu hiệu nó có những cái ổ đông đặc và cái nhu mô xung quanh nó kính mờ rộng như thế này, người ta gọi là dấu hiệu halo sai, dấu hiệu ánh hào quang đấy. Thì bắt đầu người ta nghi ngờ nấm, và lúc đấy người ta sẽ cố gắng xét nghiệm dịch đờm tìm nấm nhé. Và người xét nghiệm những cái đánh giá miễn dịch của người bệnh xem như thế nào, có vấn đề gì không, tổn thương viêm nấm của kính mờ xung quanh. Và những trường hợp mà phát hiện chậm, điều trị không điều trị sớm, thì nó có thể tạo thành những vùng hoại tử rất là ghê như thế này, những cái hang. Một số nguyên nhân khác được nhắc đến, nhiều nguyên nhân lắm, nhắc đến một cái viêm phổi do PCP, pneumocystis, carcinoma, nhưng mà thực ra cái con đi tổn thương người thì nó là pneumocystis zero VC, cái này xuất hiện trên một nền mà suy giảm miễn dịch. Tổn thương là gì? Nó là kính mờ và dày tổ chức kẽ, gần giống như là của virus ấy, nhưng bên cạnh nó không giống như của virus thôi, diễn biến của nó từ từ hơn và trên nền nó suy giảm miễn dịch. Chị nhìn thấy kính mờ và dày tổ chức kẽ. Nặng hơn thì bắt đầu nó xuất hiện những kém khí ở nhu mô phổi. Đấy, đây là kính mờ và dày tổ chức kẽ hai phổi. Và dần dần nó xuất hiện những kén khí như này. Và nhất là những cái kén khí thì gợi ý ngay đến cái bệnh viêm phổi, diễn biến tình cái kén khí như này nào. Gợi ý ngay đến cái bệnh viêm phổi do pneumocystis carinii. Tôi điểm danh một chút thôi, còn chẩn đoán những cái này thì sâu hơn nó phải phối hợp với lâm sàng. Tôi xin lỗi các bạn, tôi đã có cái buổi hội chẩn như này của bệnh viện và đúng lúc 11 giờ nên tôi xin được kết thúc sớm hơn một chút. Chúng ta sẽ cứ đều đều học nhé, một buổi học một chút.